đã quay trở lại với anh Thà Lạng. Thì hôm nay mình cũng rất vui khi được gặp lại mọi người. Thì sau thời gian ảnh hưởng của bão và gió thì tàu hôm nay thì cũng đã hoạt động trở lại. Thì sau hành trình thì khoảng 72 tiếng đồng hồ thì khoảng 200 hải lý thì anh em mình đã ra tới chỗ. Thì hôm nay mình sẽ làm tại đêm đầu tiên hôm nay mình sẽ làm tại đảo là Đông Bay nha mọi người. Thì đảo Đông Bay thì bây giờ là tầm khoảng 1 giờ trưa rồi. Thì xíu nữa thì mình sẽ cơm nước xong thì sẽ chuẩn bị làm vào ban đêm. Thì hiện tại thì bây giờ thì có một tàu Lý Sơn đây mọi người. Tàu Lý Sơn ở Quảng Ngãi hành nghề lẻ ngày mọi người. Thì tàu này là lẻ ngày. Thì theo mình được biết thì mấy cái tàu này thì lẻ ngày lẻ nước rất là dài nha mọi người. Dài hơn anh em mọi người có thể. Dạ hơn anh em tụi mình lẹn tàu này thì có thể là lẹn nước tầm khoảng 4 mấy 50 mét đó mọi người. Bây giờ mấy anh em trên tàu chuẩn bị nhảy đó mọi người. Đây, đây là đảo này mọi người, đảo Đông Bay, đảo nổi đó mọi người đó. Nhìn xa xa có đằng kia là có gò rọn san hô với cát trắng nha mọi người. Đó, tối nay mình sẽ làm ở đổ bông bay đây rồi mọi người, đá bông bay này mọi người. Đây, đổ nó thì thể đồ thì nó hiển thị như thế này này mọi người. Ủa, phía này là kinh đồ vĩ đồ đây mọi người. Đây, còn đây là tàu mình chấm tròn nhỏ, đây là tàu này mọi người. Đây mọi người, tối nay mình sẽ làm tại đổ bông bay này nha mọi người. Đây là có tiệm tối nay tàu tới lần. Tới rồi ngang mọi người, gà mình chuẩn bị nhảy đây. Em không chuẩn bị đây. Đó. Đét mình với tờ là đó hơi chó nha mọi người. Rồi chưa? Thank you.
ba con mực non nha mọi người. Đây rất là to mọi người. To, một con tay của anh thà lẹ không hết nha mọi người. Cá này